Hello mọi người nha, lại là em đây, bắt ông mưa gió. Đang đứng hoài ở ngoài trời mưa luôn. Giờ không biết trốn đi đâu nữa nè. Có hùi luôn luôn cả nhà ơi, bầu trời nó đen hùi lùi luôn rồi. Thôi anh em đi sao trúng mưa bão hoài cả nhà ơi. Mình có hùi à. Gầu thiệt. Chứ rồi đổ của Ngục cũng mắc mưa, chứ ngày bắt ông cũng mắc mưa. Rồi lát đổ của Ngục là tiếp tục mắc mưa nè. Rồi trở lại với kênh á, Điệp gửi lời thân thương á. Chào đến cả nhà nha. Chúc cả nhà ngày mới luôn luôn dễ và hạnh phúc, bình an trong cuộc sống nha. Hôm nay Điệp bắt tụi ông Điệp leo cái cây này đây. Mà tụi ông đóng ở trên đó đó cả nhà. Thì Điệp dơ đi qua chắc có lẽ là anh em nhìn thấy không? Đó, trên đó đó. Mà trời nó đang mưa. Rồi, dậy lên. Ở đây có ông bằng nữa, nó mới quýnh Điệp hai mũi rồi. Nóng một về kìa. Thấy nóng lạnh luôn á. Tối quá, Điệp chỉ chứ cả nhà cũng không có thấy rõ. Ở trên cái cây Điệp đang leo lên đó, Điệp cũng có thấy có ông bằng chảnh nữa. Đốt mày ở đây luôn. Đốt khói ở đây đi luôn nha cả nhà. Ông bằng quá trời ông bằng. Nè. Một số anh em sẽ biết ông bằng à, đóng cái cây tràm á, đóng ôm vô trong nửa cái tràm, đóng có về. Điệp thì Điệp leo cái cây này đây. Cây này trà bá lửa cũng cao lắm. Trên đó có con về ong nữa kìa. Lên cái nhà đây. Trời mưa. Leo cây này nó cũng trơn dữ á. Cháy dữ huynh. Nó ngúng đi. Trơn quá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bự. Ôm cái hải. Đứng gì chịu nổi không? Đeo lên. Hột mít hột bỏng vậy. Má hồi nó dập hết chứ. Cây bự á. Ôm tay luôn. Đây ông bằng nó ở đây nè. Nguyên một về kìa. Nè cả nhà. Điệp ghi biêu cho cả nhà xem con ông bằng nha. Có một số anh em á biết rồi bà chăm chế. Cũng có một số anh em á cũng hỏi Điệp hoài à. Ông bằng của nó là ra sao? Mưa mái cao mức đẹp rồi. Đây ông bằng nè. Đó. Ông bằng là nó như vậy đó. Điệp cho nó ra cái nó mới được. Đó, bay ra đó. Biết sao đây, phải biết không? Ông này cũng ba gai nha cả nhà. Mới về khoảng mười mấy cái ngày. Đầu mặt đây. Khủi đi ra coi. Nam mô A Di Phật. Bẻ nhánh cây này lại một cái đi. Nam mô A Di Phật. Có mặt cả nhà ơi. Quả đá luôn, trồng do luôn. Mười mấy ngày à. Có. Đi đi cái cho nhà xem. Khói quá. Mấy cam ướt nhẹp đi luôn à. Mặt sáng ánh luôn, vàng tươi luôn. Đã nha. Màu mặt đẹp ha. À, cô vô theo rồi. Màu mặt. Quá im. Con hai là nằm ở dưới này nha, nè cái này là nằm nguyên một dãy này là con hai là nữa. Điệp cắt dao, Điệp cắt đây nè, gặp gì đó rồi chỉnh mấy mục ở trong này đó, là con hai ít cũng không có được đến nổi nhiều,
mặt thì trồng vô đã lắm. Phong cảnh nè, lên đây mới nhìn được chàm nè cả nhà. Đó. Cô chú thấy không? Được quay vòng nha. Đường chàm bắt ngát luôn. Đẹp ha. Chàm mà chàm nó đang ra bông nó trắng trắng á cả nhà. Cái đầu đọc trắng trắng á. Trắng trắng á. Chàm nó đang đi ra bông á, bởi vì nó gần đây nó có tổ ong nó mặt nó im. Quá trời luôn, cái này mà đi lội kiếm đã ta. Ôi trời, kia nó có mấy cái cây rồi kia nữa kìa. Rồi hai đẹp cắt tổ ong này đi, mình tính sao. Nhộng này về cũng mười mấy ngày rồi. Quá im. Đằng sau điệp còn cắt nữa nha. Trong là như vậy nha, nghe sư huynh. Đây. Đắp lên đây đi. Rồi, đè xuống nó hít vô. Cái khối cũng hết rồi. Quá đã. Thôi bọc này bự quá. Chơi cái bọc nhỏ thôi. Nhỏ cho nó gọn. Chỉnh cái này cái nữa. Quá im nha. Mặt tròn vo nghe, đã nghe. Im nha, im nha. Cho ông trong mấy cái bọc này cho nó ra coi. Đó. Điệp, tại điệp nằm á, điệp cắt á, nên nó hồi lâu. Đi xíu. Nó cũng liệu biểu lắm. Đây điệp nằm. Không thấy được đường gập luôn. Điệp gập nó phạm rồi. Quá im. Phụ ông vô một về luôn. Ra thì ông với bà xin miếng ông miếng mặt. Quá im. Mặt anh lít mấy. Quá đã, quá đã nha. Ủa chảy rồi. Ướt nhẹp quần hết trơn. Mặt lít mấy. Đã thiệt. Mấy ông bay gan cái. Quá im. Mặt lít mấy. Đã thiệt. Bọc này trơn quá chạy ba. Mặt nè. Đã không? Màu mặt đã nha. Sáng ánh nè. Vàng tươi. Rồi đó. Được về á, thì cô dì chú bác anh chị em nào á, mà có nhu cầu mà mua á, mà mặt ong gừng thiên nhiên nguyên chất này á, thì xin liên hệ trên góc phải video của màn hình của Điệp nha. Hay là ủng hộ Điệp á, mặt hàng như chấm lương, hay là mờ mở chăng, hay là con ong vò vẽ, thì xin liên hệ trên góc phải màn hình của Điệp, có số điện thoại của Điệp á. Thì Điệp bán qua chấm lương quanh năm nha, mở chăng cũng bán quanh năm. Rồi con ong vò vẽ thì tới tháng thì Điệp bắt. Rồi ong gần này thì Điệp bên Điệp cũng bán quanh năm luôn nha. Mặt ong này nè. Rồi đó. Giờ Điệp xuống ra cả nhà. Điệp bẻ cái nhánh cây đó một cái. Hồi xuống rửa làm sao.
con đã quá, ui da, dính một kim. Tại trời mưa nên Điệp làm chậm chạc á, Điệp bẻ cái nhánh này luôn để cho mai mốt cho nó về hết khối rồi. Đây có nhánh cây nè, đó tôi quấn vô tay đẹp dữ rồi, dính kim. Rồi xuống. Chạy cho nha ơi. Rồi được mới xuống cây rồi. Quá trời con bằng đeo. Con giả chứ không đúng. Mấy mũi rồi. Con bằng quá trời con bằng đúng. Bây giờ bu em quá trời luôn á, nó hết khối rồi. Bây giờ mình chạy ra hả, nó bu em dữ lắm. Rồi chạy ra ngoài đi cả nhà ơi, để cho quay hiệu quả quá trời, nó bu em rồi. Chạy một khúc nữa đi, chín gác rồi. Chín gác hả? Ông dưới quýnh mà còn gặp cảnh này thì... Trời ơi thì khối nó hết trơn cả nha. Rồi ghi biêu quá đi. Rồi ghi biêu quá đi. Chạy đi luôn á, không quay lại nữa đâu. Để này nè. Rồi anh lấy bớt bọc ra. Cô lý dạ. Một gió thịt tịch. Đã hả? Ôi ông ánh luôn ta ơi. Ừ. Con có xíu quá thắng à. Trời mưa đi luôn rồi kìa. Nè cả nhà. Không, con qua vậy im à. Hả? Im rồi. Con ông ở đâu mà làm eo quá ta? Chui vô trong máy á. Ô bọc nó có lủng không ạ? Không. Tại vì nãy em cắt nó dính, nó chảy lên tay em. Ừ. Quá trời, nó dính đầy cái máy luôn rồi dưới ấy mà. Quýnh anh đẹp mọi người ơi. Mặt quá trời ha, tôm này nó hung quá. Ta chân đẹp bây giờ nó biếu chân rung nè. Thiệt nghe nhà chứ không phải mà xè cái bàn tay đi ra mà được nói này kia nha, nó dính. Cục mặt nó không dài nhưng mà nó to mọi người. Nhà đông cái nhánh lớn. Nhánh lớn. Nặng chịu ha. Cái này anh ăn lít không? Lít sẽ gục. Hơn lít á. Tính lít đi. Bây giờ biết từ đây tới chiều biết còn cổ nữa không hay không nữa nè. Thật là mơ giờ là anh em đi thăm là tính cắt được 3 tổ cũ mà huynh đệ làm trước hết rồi. Tổ này là của người bạn chỉ nha. Người bạn còn chỉ với kia một tổ nữa, cách nay 3 ngày vẫn còn. Giờ hai anh em sẽ chạy xuống dưới xem, còn thì sẽ quay cho mọi người xem nữa nha. Tổ đó ổ ghim nha mọi người. Rồi vậy thôi. Cảm ơn hai bạn trước đi, hai người bạn trước đi. Rồi cảm ơn hai người bạn với cảm ơn cô dì chú bác, anh chị em đã bỏ chút thời gian quý báu để xem clip ủng hộ kênh nha. Rồi giờ Điệp xuống dưới đó có tổ nữa, Điệp quay chơi cho nó cho cả nhà xem ha. Ông cũng được cả nó chung lít rưỡi thì không được, chứ khoảng một lít một xị rồi là khỏe, một lít với thêm một xị nha nha. Cũng như là năm hả? Năm xị. Đúng rồi, anh nói dùm tiếp em. Rồi. Rồi Điệp ngưng máy, cái đó là đặt cổ quay. Quay em. Mặt sáng lắm, vàng tươi. Thấy mặt nó vàng mơ không? Rồi, lên đường thôi, bỏ vô. Anh đưa em cái cây khối. Đưa. Bung ra đi, bung ra. Bắt là ông mà lội như gì nó nói này nha. Kìa, ui nó gã ra hết trơn à. Đó. Nó không giữ nè ơi. Để cho khối vô một cái mới được. Đây em cho nha. Nè. Nó quay. Ó. Nó vô đó. Đúng rồi. Chui. Nóng ra. Có mặt mày gì không? Thì đâu mất tiêu chân rồi. Không thấy chân hả? Từ. Để em. Từ. Em qua đây em coi. Từ lấy quìu các cây vậy. Ôi ơi. Ủa cái đầu mặt bên đây nè. Có bên đây nè. Rồi giờ kiếm má. Anh cầm cái cây này đi ha. Anh cầm luôn chứ. Rồi bắt đầu anh em gỉ nó xuống cái. Anh gỉ xuống cho em cắt nó. Đúng rồi. Rồi được rồi. Hồi em đẻo
mang này mang chỗ tài mà. Hả? Tập chỗ tài mà. Ừ đúng rồi. Chỗ đó có mấy cái lá cây cũng chịu rồi. Được rồi. Tẩu này được cắt lần hai nha nha. Hồi trước được có cắt giao lưu trên với anh em á, được có cắt rồi á. Quằn xuống tí nè. Các ông cắt thấy ghét không? Cắt mặt chi? Bị khô ta. Quằn xuống tí xíu anh. Ôi trời ơi. Ồ, nó bị dính nhánh cây. Khoan. Còn cục mặt kìa. Tổ này mai mốt nó cũng không có làm mặt, nó nở nó đi luôn rồi. Thôi kệ, để cục mặt này cho nó ăn đi. Rồi. À, còn cục bên đây nè. Mưa ít quá thôi đi. Ít quá cho nó để cho nó ăn đi. Rồi bây giờ mình về. Đi. Anh cầm cục mặt đi. Rồi, anh đi trước đi. Rồi, hơi xíu ạ. Đi xíu rồi. Tổ này tổ thứ hai nha. Con mà lội dữ lúc mới lại tới thì nó vượt quấn thấy ghê luôn. Hổ nó được có miếng mặt hà cả nha, chứ không có có được nhiều. Nó được xíu mặt ha, đẻo cái khô bỏ luôn luôn đây giao. Xíu mặt chừng nữa xị mặt dữ lắm rồi. Thôi giờ Điệp ấp máy nha, rồi hồi đi tiếp là Điệp chơi với nhà xem. Đó, Điệp bắt con này, ba Điệp bắt coi giao thứ hai nè. Trong rừng nó cũng hơi tối nha, nên video đó Điệp quay nó hơi ảo ảo một chút xíu, nó hơi to hù rồi. Tổ này là bắt tổ thứ ba nha. Đó, về lên Điệp trúng leo đây hồi chắc nó trúng máy quá, nó ướt nhẹp hết trơn quá cả nhà, không quay được cả nhà xem rồi. Xem ra. Gặp đồ nghề của anh đi ra nha. Không quay được ông cho nhà xem rồi. Hỏi thùng ông lớn mà không có quay được. Quá wow, trời tụi ông lớn. Biết rồi mình không quay được, mờ quá. Tụi ông này chắc chắn vôi quá rồi, mặt đã quá, mặt biết đã không nữa ha, nó hay là khô nữa. Lên sao rồi, để nhánh này gan cái coi. Sao rồi? 1, 2, 3. Đã quá. 1, 2, 3. Đã quá nhờ. Quay. hai ba nó tròn ảo quá. Cái gì hết biết lớn. Ông ở rừng này sao mà nó không ấy cả nhà, nó không có bị sâu á. Cái tháng sâu của nó là tháng 3, tháng 4, mấy tháng nó hay bị sâu lắm. Rồi, thôi lụm đây. Để quay về đi một cái cho nhà xem cái mới được. Quá đã. Ôi, mấy cam nó chảy nước, ướt nhẹp ha, nó hết trơn rồi. Quá im luôn. Cục mặt đã quá nha. Tài ống
quá im vậy. Trời mưa, mặc áo mưa nè, dịch mặc áo mưa mà đi bắt ong nè, quá đã. Khói quá đẹp, thổi khói quá im, mặt đầy ống hết trơn nè. Điệp dơ xa sát nó hồi bị nén. Quá đã, quá đã. Còn cảm ơn trước hết là cảm ơn bà cậu là cái phương tiện. Hai cảm ơn ông thằng rừng. Cái này được cái bọc được vũ ấy ra cái quá đã, mặt nó đi xuống tới dưới này luôn hả gì nè. Mặt đó cắt được chỉnh lại, hồi trước để ở ngoài kia ra, bây giờ để ở ngoài tiếp tục. Này Điệp không có cái cây nha, để bẻ nó máng lên có cây hoặc xử lý sao. Chỉnh nhận cái này. Khúc này nó có nhận hơi nè, quá đã. Vô còn miếng nhộng chỉnh cả luôn, quá đã nhờ. Đây mà mặt đây quá im, ui chảy mặt đã quá đã. Lít máy giữ mấy con ong ra cái nè, rồi đó sạch đây. Quá trời mà ông bự lít máy nè, dài lắm. Ui chảy đâu chảy được đâu, ngon từ giọt ngọt từ xương. Quay được lớp mấy rồi, ngon lành. Được cho mấy con ong nó ra bớt cái, còn này ba bốn con. Ông ấy hiểu, ông chảy quá đã. Giờ hồi xuống quay hình quả cho nghe xem đây nha, con bự lắm, bự cho bá luôn. Điệp còn ho và bệnh sốt hoài luôn mà nó không có hết, không có hết bệnh luôn, uống biết như thuốc. Rồi nắng vô đây tí xíu đi, nắng trang chủ cái lỗ gồm cảnh. Đó.
chuyện nó nở. Nở là mồ là một phần nha. Quá gì một con lớn á. Nó chỉ còn lớn, dĩ lớn. Nó còn tạo nhộng ra thanh thuy mà, nó đẻ nè. Rồi thôi giờ đi bắt máy đi, ngồi xuống giỏ đi quay hình quả cho anh nhà xem. Thôi được luôn, đi luôn rồi. Đi điệp móc đi ra ánh sáng rồi. Cái này tối quá tối rồi. Cái này cũng 4 giờ mấy rồi bạn ơi, rồi nó gọi nhà ơi. 4 giờ mấy rồi. Rồi giờ cái cục thành quả mà cái cục đầu tiên á. Em nhớ mặt đầu. Cái gì? Anh móc ra là em nhớ à. Đây cả nhà các bạn. Mặt ông mà cái đó đó. Đó không phải. Cục đó đó, cái cục kia kìa. À, cái cục cắt làm đôi. Ờ cái cục đó không. Không phải cái cục đó, cái cục kia. Đó. Cái không phải. Ờ cái cục đó đó. À cục bự à. Ừ, cái cục bự đó, tròn vo đó. Là cái cục đó đó. Sẵn anh lấy mặt kia để đi ra ngoài đi luôn, đi luôn đi. Xách đi lên trên cái gì đi cái cho cả nhà xem luôn. Coi chừng chảy nha, chừng rớt nha. Rớt được để. Cục mặt dài xách làm đôi. À, rồi anh xách mấy cục kia cho nằm ở bên kia. Ngồi ở dưới đi. Em bây giờ em cầm cái này đi luôn nè, không đấy. Có buông đi ra được nè. Không nó không được, anh lấy cái cục mặt này ra đi. Rồi anh để cái bọc ở trên tay anh xuống đi. Ờ. Cục mới trong rừng ra đây mọi người ơi. Đó, đây quay cái bài quá im. Đó, rồi cả nhà, một trắng ánh vàng tươi à. Nó cam cụ được á, nó nãy nó rớt mà không biết điệp nói chuyện gì đây, biết nó có hút nó hay không, nó nói nè. Trốn kìa. Điệp để túi quần ở cả nhà, trời mưa đó đi ngang cái đường mương nó bị sụp. À, cái này cục này trên lít nha nha, nhưng mà cứng lít, tôi điệp tính lít thôi. Cục bự lắm. Rồi nha. Nó tròn quay luôn mọi người. Ừ, nó tròn quay, anh quay qua bờ ở bên kia nó cho xem nha. Bên đây nó tròn hơn. Ha. Bên đây nó nhô qua hơn nè. Ừ, bên đây nó bên lõm, bên lõm. À, nó có khắc ở dưới kìa, nó có ngắn kìa. Anh gờ là anh thấy hả? Ừ. Kỳ vậy? Này cắn. Hả? Cắn hả? À, ừ. Tưởng đâu nó có ngắn cục, không có ngắn cái gờ đó. Cục đó là cục cuối cùng đó cả nha. Nó chám voi rồi nó khui ra nè. Ừ, nó khui ra mưa mấy ngày á là nó khui đi, nó đi ra. Nè, còn cái cục đầu tiên nè cả nhà. Cái cục đầu tiên là đó đâu? Rồi nó chấm vô rồi nó khui ra nè. Rồi đây rồi, anh lấy cái cục đầu tiên nè, cái cục đó đây nè, đây nè. Đây để được. Cái này để hai bọc nó hôi dày nó nha cả nhà. Đó. Cái cục đầu tiên đó. Cục đầu tiên là cũng được trên lít, như tính lít. Rồi tới cái cục thứ hai nè. Cậu lau mía lau thiệt chứ. Cắt thì bự lắm, cũng giọt ngon cái còn đi béo luôn. Giọt ra còn được chuyện xị mặt à. Dồn đi xị với cái kia trên lít bù ra nữa là lại tiếp cái cục này một lít ngoài nữa. Cái có cục này lít ngoài được tính cho một lít nữa đi. Là bù qua sơ ra qua sơ xét lại là cũng có tổng cộng được 2 lít rưỡi là cái cục này trên lít. Cục này trên lít. Rồi cộng cái này đi vô nữa, hai cái đó là 2 lít mấy rồi. Rồi cộng cái này đi vô nữa, cái này cũng được nửa xị đi. Rồi cộng vô nữa cũng được như 2 lít rưỡi ra cả nè, 2 lít rưỡi. Còn mấy này là nó hàng khủng nè. Mình giấu nhím trong rừng không quay được nữa nha. Cái này là không có quay nó nghe cả nhà. Thật sự qua từ nữa cả nhà coi video điệp không bao giờ đăng lên. Là lý do là bây giờ bể rồi nó gọi cả nhà ơi. Ủa. Anh em theo. Giống như này anh điệp. Không, có ba cái bọc đựng ấy. Cái này là ấy cái bọc á, cái bọc đựng mật ong á là anh để đó. Điệp ho. Là cái này lý do là điệp quay nhiều quá bị bể rồi. Như vậy đó, nói chung là ai cũng có chén cơm hết, anh em nào cũng có chén cơm hết mà con cái là đẹp quay đẹp cũng coi chừa lại chút xíu cho với anh Duyên cho ảnh còn dành dụm tiền ảnh cưới con heo mà Hương Minh Đèo phải không hả? Có đâu sao mà đồn cưới con Hương Minh nó mình nó Minh Đèo mà có đâu có hả? Không có đâu, có rồi, có chó nha. Bộn ha, ngày nay của mình là 2 lít rưỡi, còn mấy cái kia là được không có. Con này to lắm mọi người, không quay được. Hôm này 2 lít mấy gần 3 lít mà. Con này quay là huynh đệ nhìn cái biết liền nó nằm ở đâu liền. Mà không có quay được nghe nha. Nói chung ổ ghim luôn á mà điệp không có quay. Đó. Nói chung là mình cắt là ba ổ này lại là ba cục không quay này là 2 ổ ghim này đó, một ổ đi hết dao. Ừ. Nhưng mà mình giấu mọi người, không quay được.
cả nhà cũng chăm chế nha, tại vì anh em nào cũng có chén cơm á, nên vì vậy mà Điệp quay lên nhiều lần là Điệp thấy bị mắc quá. Sáng giờ bị mắc hết 4 tổ rồi đó. 4 tổ luôn, 4 tổ chẳng luôn nha. Cái này là Điệp bắt ông nghề bà cậu Điệp có sao Điệp nói vậy, thật sự ra sáng giờ Điệp mắc 4 tổ ông. Nói chung là ông này không phải là ông của Điệp nha. Nó thật sự ra là ông này không phải là ông của Điệp, ông thiên nhiên của gừng. Đó, ai gặp được nấy ăn, nhưng mà phải anh em gặp trước á thì Điệp không nói. Cái này Điệp gặp trước, Điệp cắt, Điệp dưỡng 2-3 dao, Điệp cắt 2-3 dao luôn, nhưng mà cũng vẫn bị mắc. Đó là lý do, thì thôi mắc thì thôi bỏ nha Điệp. Vậy Điệp không nói đó. Đó, vậy đó đủ quyền để kiếm được không má. Rồi như mà có 3-4 tổ sau này á thì thật sự ra Điệp không có quay, lý do Điệp khoe mặt thì khoe thôi, vợ cho cả nhà vui để chúc mừng cho Điệp thôi, chứ thật sự ra là quay á, là bị mắc nữa. Nên vì vậy mà vợ con ở nhà của Điệp á cũng hơi khổ lắm, tại vì Điệp có 4 đứa gái thằng trai, nên vì vậy mà quay nhiều quá nó cũng hơi ảnh hưởng đến chuyện kinh tế con cái, ăn thiếu trước hụt sao. Điệp nói cho vui thôi, vui nghe nha. Thì anh em nào mà có theo dõi kênh của Điệp thì sẽ hiểu được mấy năm nay như tính mình như thế nào. Với một phần nữa là Điệp là thì Điệp bắt ông ở đây thì Điệp quay ở gần này, thật sự ra cũng có số anh em theo dõi Điệp, nhưng mà con cái cậy anh em theo dõi được thì cứ theo dõi. Điệp biết luôn, nhưng Điệp không có nói tên trên YouTube. Điệp biết hai người theo dõi Điệp ở đây nhưng mà Điệp không có nói tên. Ê, anh biết không? Em không biết được. Hả? Gà em nuôi em biết chứ. Gà em nuôi em biết. À, anh Nhiên cái nói chung là cái đó là bạn của anh đó. nó thẳng luôn vậy đó, bạn của anh Nhiên đó mà trả lời chơi anh Nhiên mấy ghê vậy. Nhưng ai không? Vậy? Gầu lắm. Gầu á chứ buồn không? Buồn thì ở chuồng chạy vòng vòng cho nó hết buồn. Buồn gì giờ này? Quỳnh đệ chơi sao, Quỳnh đệ coi được thì chơi thôi chứ buồn gì. Quá trời luôn, trời đóng mặt ở trên trên lạc nha anh. Thôi Điệp gửi là chị ăn á. Thì Điệp bắt con ba tổ ông á, với Điệp cũng hơi dòng do ta nói chuyện cũng hơi nhiều tí xíu. Thì Điệp chúc quý dân bà cô dì chú bác anh chị em trên khắp mọi miền đất nước thì ngày mới luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc yêu thương trong cuộc sống. Thì cô dì chú bác anh chị em nào có cần mua chấm lương hay là mở chăn hay là ông gừng thiên nhiên nguyên chất này á, thì hay là có con vui vẻ hay nhà ông vui vẻ thì xin hệ trên góc phải màn hình video của nó của Điệp nha. Trên góc phải có số điện thoại của Điệp á là 0908765334. Rồi giờ Điệp nói là chia tay, chúc cả nhà mình xem clip vui vẻ. Điệp chào cả nhà, hẹn cả nhà clip tiếp theo. Điệp bye bye cô dì chú bác. Rồi, bye bye tất cả mọi người nha. Chúc tất cả mọi người buổi tối xem clip vui vẻ nha. Rồi. Cười cái coi. Rồi, bye bye cả nhà. Cười cái coi. Cười. À, có mùa sưng rồi. Có mùa sưng cả nhà ơi. Giờ soạn cái học lại để mặt ông vô. Nói chung là ngày nay cũng được tính là vòng vòng đi cũng lại cũng khoảng 6-7 lít mặt. Nói chung là hai anh em. Rồi giờ được up máy. Nay có kinh tế rồi. Có thu nhập rồi. Rồi được up máy nha.